Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhật Kim Anh xúc động khi gặp lại con trai sau thời gian dài xa cách. Dù ở xa và bận rộn cho nhiều dự án phim đang chờ đợi, nhưng chỉ cần có cơ hội, Nhật Kim Anh sẽ dành trọn thời gian cho con trai nhỏ. Trên trang cá nhân Facebook, nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc gặp lại quý tử nhà mình. Chỉ là khoảnh khắc nắm tay giữa hai mẹ con, nhưng ai nhìn vào cũng thấy mũi lòng. Vì nhiều lý do Nhật Kim Anh không thường xuyên gặp được bé Bụ Long, vì vậy trên các trang mạng xã hội của nữ diễn viên không khó để nhìn ra mỗi lần gặp con trai cô nàng đều cố gắng lưu lại nhiều hình ảnh nhất có thể. Mới đây sau thời gian dài xa cách, giọng ca trách phận đã được gặp lại nhóc tì khiến cô nàng phải rưng rưng nước mắt và hào hứng khoe khoảnh khắc nắm tay nhẹ nhàng của hai mẹ con lên trang cá nhân. Khoảnh khắc được gần gũi với bé bụ lông, nội diễn viên không khỏi xúc động viết bàn tay bé nhỏ yêu dấu của mẹ. Được biết Nhật Kim Anh đã sắp xếp thời gian quay phim và công việc kinh doanh của mình sang một bên để lái xe về Cần Thơ thăm con trai. Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc xúc động trên trang cá nhân Facebook. Phía dưới bài viết không ít người để lại những bình luận động viên nữ ca sĩ. Cộng đồng mạng đều gửi lời chúc mừng hai mẹ con đã hội ngộ sau một thời gian dài xa cách bên cạnh đó con trai nhật kim anh cũng rất yêu thương mẹ và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng dù vẫn là trẻ con nhưng cậu bé rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình trước camera tuy nhiên khi nội diễn viên muốn quay video nhóc tì lại rất phối hợp điều đó cũng làm cô nàng vui hơn trong thời gian ít ỏi được ở cạnh con một số bình luận của cư dân mạng hai mẹ con dễ thương lắm luôn bé tin cũng biết cách chiều lòng mẹ lắm nhé thương hai mẹ con nhiều mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị và cháu cưng quá trời mong tin sớm được về với mẹ nhìn ấm lòng quá nha chúc hai mẹ con có nhiều niềm vui trong lần về thăm này đây không phải là lần đầu tiên nhật kim anh xúc động khi được về thăm con trai trước đó vào ngày lễ giáng sinh cô nàng cũng không kìm được nước mắt khi được ôm quý tử vào lòng hiện tại nội diễn viên cho hay mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũ không còn nhiều căng thẳng. Thứ duy nhất cô nàng quan tâm là con trai nên không muốn mâu thuẫn kéo dài. Đồng thời Nhật Kim Anh cũng được tạo điều kiện để gặp bé nhiều hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.